Chào Pin Nọng nhá. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với Pin Nọng là một món, chính là món gỏi tôm ở câu cá Nà Phùng nhá mọi người nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị một bát nước chua. Đó. Chúng ta sẽ phải trộn hoa chuối trước đã. Wow, đã hấp dẫn rồi, hấp dẫn rồi. Ôi, cái gia vị này rất là nhiều gia vị nhá mọi người nhá. Đây chính là cắm tôm nha mọi người nha, tôm tươi. Tôm thì mình sẽ không cho vào nước nhá, bởi vì cho vào nước nó sẽ rất là dễ chết luôn. Mình sẽ để khô như này luôn. Mình sẽ cho một góc vào nhá. Wow. Phải trộn thêm một chút dưa. Một chút dưa nha. Wow. Cho nước vào. Thế đâu, thế đâu. Cho chị cái thìa. Mát cực luôn. Tuyệt vời luôn. Ăn chứa ra sóng luôn đó. Gỏi tôm mà ăn kèm với cả dưa chua thì quá là tuyệt vời luôn ý mọi người. Đây là một địa chỉ để có thể mọi người đến vui chơi giải trí và ăn uống nha mọi người nhá. Đó chính là câu cá Nà Phùng của nhà mình luôn mọi người ạ. Mọi người hãy đến đây để thưởng thức món gỏi tôm cũng như là gỏi cá của nhà mình nhá mọi người nhá. Địa chỉ nhà mình đó chính là ở Bản Thùn, Triềng Cọ, thành phố Sơn La. Mời mọi người ghé thăm ủng hộ cho mình nhé.